Kết thúc tháng 1, ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 0,64% so với tháng trước và tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do trong tháng 1 năm nay có 2 dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, nên số ngày làm việc bị giảm sút, khiến sản lượng của một số lĩnh vực cũng bị tỷ lệ thuận với số ngày làm việc. Tuy nhiên, cũng ngay trong tháng đầu năm, những tín hiệu tích cực từ ngành công nghiệp chế biến chế tạo khi nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã xác lập được đơn hàng từ khá sớm, đảm bảo kế hoạch sản xuất ổn định trong năm nay như ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, ngành điện tử. Đáng chú ý, khu vực kinh tế địa phương ghi nhận những tín hiệu đáng mừng khi xu hướng chuyển dịch của ngành may đang có lợi đối với các doanh nghiệp trong nước, khi nhiều doanh nghiệp may mặc của tỉnh đã xác lập được đơn hàng đến hết năm và ký hợp đồng sản xuất đến hết quý 2 năm nay, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1 đạt gần 42,5 triệu đô la Mỹ, tăng 9,5% so với cùng kỳ.